chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị nhóm người ở shop thời trang của Trang Nemo hành hung xảy ra vào chiều 16 tháng 1 năm 2022 đã từng thu hút sự chú ý của dư luận. Và vào ngày 7 tháng 10, Tòa án Nhân dân quận 1 tại thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã nhận được hồ sơ từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 đối với vụ án gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 đã truy tố các bị can gồm Nguyễn Xuân Hương Trang, 30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo, Phạm Quỳnh Quy, 23 tuổi, Nguyễn Ngọc Khương, 23 tuổi, Nguyễn Phước Tuấn, 31 tuổi và Phan Hoàng Nam, 24 tuổi, cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Cả 5 bị can đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời đều bị truy tố theo khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự, ở khung hình phạt cao nhất là đến 2 năm tù. Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại phường Nguyễn Cư Trinh thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết. Khoảng 3 giờ chiều 16 tháng 1 năm 2022, chị Trần Nguyễn Trà My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, nhóm này xảy ra xô xát. Nhân viên của Trang Nemo là Phạm Quyền Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của chị Khanh. Lúc này chị Trần Thị Hoàng Yến vào can ngăn thì cũng bị Nguyễn Ngọc Khương đánh. Phan Hoàng Nam, Nguyễn Phước Tuấn là bảo vệ cửa hàng cũng tham gia đánh chị Phạm Lê Khanh. Vụ việc kết thúc khi một số cán bộ công an đến cửa hàng mời toàn bộ những người liên quan về trụ sở làm việc. Khi ra đến trước cửa hàng, chị Phạm Lê Khanh còn có những lời thách thức với Trang Nemo. Sau đó, nhóm nhân viên của Trang Nemo tiếp tục lao vào đánh chị Phạm Lê Khanh. Theo kết luận giám định, chị Phạm Lê Khanh mang thương tích 3%, còn chị Trần Thị Hoàng Yến không đủ cơ sở xác định có chấn thương. Tại cơ quan điều tra, nhóm Trang Nemo đã khai nhận hành vi phạm tội. Thưa quý vị, theo Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1, đây là vụ án có đồng phạm nhưng thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Hành vi của các bị can đã xâm phạm trật tự công cộng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Do vậy, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm giáo dục và phòng ngừa chung.